Quan niệm về số 13 trong F1, mê tín hay không phần 1. Nỗi sợ số 13 của các cầu thủ xe bắt đầu khi nó liên quan đến cái chết. Ở các môn thể thao khác, khi sử dụng số 13, người chơi có thể chỉ là thua một trận đấu. Nhưng trong giải F1, cái chết có thể bất ngờ xảy đến. Năm 1925, 13 chiếc xe bắt đầu giải San Sebastian GP và tay đua Paul Cucci đang mơ số 13 đã bất ngờ trượt vào một cây và thiệt mạng ngay lập tức. Chỉ một năm sau, 1926, bá tước Giulio Mazzetti cũng đã bỏ mạng với chiếc xe mang số 13. Sau đó, các nhà tổ chức cuộc đua đã tránh dùng 13 chiếc xe cũng như con số liên quan đến nó. Kể từ năm 1950, con số 13 hầu như không được nhìn thấy ở các giải đua F1, dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ trên xe. Từ đó, số 13 được quan niệm là không may mắn. Thế nhưng, vào ngày 18 tháng 2, đội đua công thức 1 của Mercedes đã giới thiệu chiếc xe đua mang biểu tượng W13 của mình, mặc kệ việc số 13 bị coi là xui xẻo. Liệu quan niệm này có thật sự đúng?